Hải Phượng cũng như là các anh chị, các bạn ở trong ban giám khảo đều nhận thấy một cái, đều có một cái sự bất ngờ. Bất ngờ là bởi vì không nghĩ rằng là các bạn với một cái thời gian ngắn ngủi như thế, trong thời gian làm quen và học tập những cái nhạc khí mà lại có thể biểu diễn một cách nhuần nhuyễn và với một cái niềm say mê và đầy sự sáng tạo, đầy sự ngẫu hứng. Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy rất là vui, vừa bất ngờ vừa vui, và tin rằng là mình sẽ có một cái đội ngũ kế thừa ở cái niềm tin, niềm yêu thương âm nhạc dân tộc. Hết sức bất ngờ, tức là kết quả biểu diễn làm vượt ngoài cái tưởng tượng của tôi, vì tôi không nghĩ rằng là trong một thời gian ngắn như vậy, và đặc biệt là các bạn trẻ thì thông thường là rất yêu thích cái âm nhạc hiện đại, mà các bạn trẻ của FPT lại tỏ ra là rất có tài năng và có tình yêu đối với âm nhạc dân tộc. Điều ấy vô cùng vui sướng. Con mang đến chương trình Tích Tịch Tình Tang với 6 nhạc cụ để tặng cho 6 bạn xuất sắc nhất trong cái chương trình này, là một món quà để tặng cho các bạn sinh viên, để khích lệ tinh thần các bạn càng ngày càng yêu thích cái nhạc cụ dân tộc hơn. Đây là sự đóng góp nhỏ của cô cho chương trình, và cô nghĩ hy vọng là chương trình Tích Tịch Tình Tang sẽ tiếp tục lần thứ 2, lần thứ 3 và lần thứ N. Thật sự là cô rất là xúc động khi được tham dự buổi văn nghệ và phát giải của chương trình Tích Tịch Tình Tang. Điều mà cô kỳ vọng ở tất cả các em, tất cả các thí sinh hôm nay là tất cả các em đều đoạt giải nhất. Nhưng mà trong tất cả các cuộc thi thì đều có người thắng kẻ thua. Dù sao đi nữa thì các em cũng đã tiếp cận với âm nhạc dân tộc. Các em đã trở về nguồn từ trang phục cho đến nhạc cụ. Và cô mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa với những cái giải như thế này. Và tiếng tơ đồng Paris mà cô là đại diện sẽ luôn là một cái cầu nối tiếp cận các em, và sẽ có những cái giải thưởng cao hơn nữa khi các em đạt giải cao hơn. Đối với tôi thì cái cảm nghĩ ngày hôm nay là hết sức vui sướng. Chúng tôi xin thay mặt những người mà đi cái con đường âm nhạc dân tộc chuyên nghiệp, xin cảm ơn ban lãnh đạo của trường Đại học FPT đã có những sự động viên, có những sự giúp đỡ và đã đưa ra được một cái môn học vừa là thú vị, vừa hấp dẫn mà vừa cần thiết đối với lại các bạn Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là trước đây trong đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng là khi các bạn tốt nghiệp FPT thì trường Đại học FPT đã tạo ra những người tài. Mà hôm nay thì chúng tôi thấy là không chỉ tạo ra những người tài năng mà còn vừa có tài và vừa có tình. Đó là cái tình yêu quê hương thông qua sự yêu mến các nhạc khí dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn.